sao nãy... không? Trời ơi, đang quay ra bán nãy này phỏng vấn á. Nhưng mà cái trận đầu ra quân của mùa xuân là Khánh đánh hay là tao đánh? Ôi trời ơi. Trời ơi, mặc cái quần này mà anh quay cái gì vậy? Đó chứ, đây anh em đồ mít. Anh tin đội mình hôm nay sẽ ghi được mấy bàn? Ghi mấy bàn đó hả? Trời ơi. Về hôm nay anh... cũng chắc cứng á, thì chắc ghi được tầm 6-7 bàn à. Mà sao không sao? Trời ơi, đang quay ra bán nãy này phỏng vấn á. Nhưng mà cái trận đầu ra quân của mùa xuân là Khánh đánh hay là tao đánh? Thôi gì vậy đi. Thì chung thì mọi người cũng chưa biết cái bí mật này ấy. Thì nhìn hình chắc mọi người cũng đoán được rồi. Optimus một sao thì sẽ không tham gia cam. Và vẫn sẽ truyền tiếp thôi. cái bữa đầu tiên đâu biết làm đâu. Ờ đâu làm được nè. Xem vlog này đang chờ đợi anh. Em không có ai. Không ai chờ. Đồng đội đéo cần anh. Em nó không ai chờ. Fan cần anh mà đồng đội đéo cần anh. Còn anh giáo sư. Sao anh? 3 phút thứ mấy thì anh sẽ ra sân à? Hồi nãy giờ em làm hết rồi. Nãy giờ là Gam đang thắng được 7 trái mà em ghi hết 6 trái rồi. Thì giờ bắt em gánh nổi đâu. Hết sức rồi. Hay quá. Quá trái lại tôi xuống cũng vô ở ngay đó luôn. Có cái đội kia đó đá giải luôn, giải gọi là giải thành phố đàng hoàng luôn. Chiến thuật của nó á là nó đéo có đá, đéo có chạy chỗ mẹ hết trơn á. Nó chỉ mỗi thằng kẹp thằng thôi mà nó có banh đưa gì cho thủ môn đóng. Và cái sân năm thì mình biết nó nhỏ xíu à. Nè, mặc dù chưa bị nhưng mà là người kết thúc trận đấu, ok chưa?
Kèm. Mày phải mua hai bóng đồng nữa đó. Mày phải mua hai bóng đồng nữa. Đuổi hai bóng hay là đầy đảm rồi. Ai nãy mà thằng Đạt có lao qua là của anh, nếu mà là tao không làm dữ giờ. Bỏ được xe lây đá được không? Nè, xe lây đi quay nút cả. Cùng mày, xe lây đừng cho anh cà. Xe lây cái đám vậy? Xe lây giờ, xe lây đá. Xe lây đá rồi, xe lây đá rồi. Xe lây đá bên em mà. Xe lây tàng hình nè. Má em đá bên Gam không biết à? Xe lây tàng hình nè. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối vlog này của Gam và nhớ đừng quên để lại một like và subscribe cho Gam nha. Và sắp đến Tết rồi thì tụi mình xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và bình an. Và cuối cùng thì Gam Time, bring the heat.